giả đang theo dõi chương trình Băng Châu Show của đài CBN TV trên băng tần 14.5, và chương trình này được bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Thanh Lý Yến. Quý vị muốn order yến xin gọi về số điện thoại 714-418-9788 hoặc website thanhlyyến.com. Hiện nay đang có giá rất là đặc biệt. Mà ngày hôm nay thì Băng Châu cùng với nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn đang nói về câu chuyện thời sự là trong những ngày qua trên toàn nước Mỹ cũng như là trên thế giới có một cái vấn đề gọi là biểu tình của những người gọi là cho người da màu đó chống lại với cái chuyện mà có 4 ông cảnh sát, rồi có một ông đó là ông Derek Chauvin đã ghi lên cái cổ của anh chàng George Floyd cho đến chết. Và sáng ngày thứ Tư, tức là ngày 30 tháng 6, thì Đức Giáo Hoàng Francis trong buổi lễ cầu nguyện đó thì Ngài cũng có nói rằng đây là một sự bi thảm của con người. Dạ, xin mời anh Chấn. Thưa quý vị, khi mà qua cơn mưa thì trời lại sáng, có nghĩa là chúng ta đã trải qua được một cái cho những cái sự tức giận ở trong người nó đã bùng phát lên. Nó bùng phát lên, thoạt đầu nó chỉ là bằng cái tiếng nói. Nhưng mà trong cái cuộc biểu tình đó, người ta nhìn nhận thấy ngay một điều là có những người lợi dụng cái cuộc biểu tình đó để mà làm những cái việc mờ ám. Và họ đã dùng cái tiếng nói đó là làm cho nó khó khăn cho những người biểu tình. Nhưng cũng rất là may, cái sự hiểu biết của con người ở nước Mỹ này nó văn minh hơn ở những cái nơi khác. Có nghĩa là họ thấy ngay được rằng nếu mà làm cho những cái cuộc biểu tình trở thành ra những phá phách như vậy, nó mất đi cái chính nghĩa. Cho nên ngay từ cái ngày đầu, ngày thứ hai đó, chúng ta đã nhìn thấy những cái hình ảnh của một số những người biểu tình nhìn thấy những kẻ đang phá phách. Có nghĩa là nó lấy búa, nó đập những cái cục gạch ở đường để lấy đường chọi cảnh sát. Thì một số những biểu tình, người biểu tình ôn hòa, họ đã đến, họ bắt cái người đó và lôi kéo lại giao cho cảnh sát để cho cảnh sát trừng trị. Thì đó là một cái điều cho chúng ta thấy rằng họ sớm ý thức được rằng nếu muốn giữ cho cái cuộc biểu tình có chính nghĩa thì họ phải làm những gì để mà ngăn chặn tất cả những cái trường hợp đó. Ngoài ra, có một điều tôi xin chia sẻ với quý vị là có một vài thành phần không được tốt ở trong cộng đồng của chúng ta. Cái điều rất là đau lòng là các em, có nhiều người thì nói rằng ồ du học sinh, nhưng chúng tôi không nói cái điều đó. Chúng tôi chỉ nói đó là một những cá nhân Việt Nam còn trẻ trong những lúc bốc đồng đi tham gia cái chuyện hôi của, xong rồi đem ra khoe những cái sản phẩm của mình. Các em ơi, cái chuyện các em làm nó chỉ là vui trong chốc lát, những cái việc đó nó tai hại vô cùng cho cái cộng đồng, cho cái đời sống của chúng ta. Các em có nghĩ rằng những cái việc làm đó sẽ đưa cho các em vào tù và các em có thể là bị trở về? Bởi vì trong thời buổi này, người ta có thể ghi nhận được những cái hình ảnh của các em, người ta có thể truy lùng ra và người ta có thể tìm ra các em ở đâu, các em thuộc thành phần nào để đưa về. Nhưng mà cộng đồng, cha ông, chú bác của các em đã bị, đang bị nhận cái hậu quả rất là tai hại đó. Tất cả những em khác chỉ vì những phút bốc đồng, hãy chấm dứt ngay những cái chuyện này, bởi vì phải nghĩ đến cái tương lai về lâu về dài. Bước qua một cái vấn đề khác là chúng ta thấy rằng nhiều người lại đi xuyên tạc, nói rằng những người cảnh sát quỳ gối xuống để nhận lỗi và xin lỗi trước cái việc làm đó. Cái điều đó thì chúng tôi phải thành thật mà nói rằng quý vị truyền thông gọi là tay mơ, quý vị đã sử dụng cái ngôn ngữ nó không đúng cách, làm cho nó mất đi cái ý nghĩa của cái việc làm của những cái người cảnh sát. Bởi vì khi mà những cái chuyện đó nó xảy ra, người cảnh sát họ cũng là những con người, họ nhìn thấy rằng cái việc làm của những người cảnh sát kia là sai, những người biểu tình này họ nói lên cái tiếng nói của họ là đúng, và họ cần phải lấy cái tiếng nói của con người để mà tham gia. Những cái quỳ gối này không phải là để xin lỗi hay là cái gì hết, mà là cùng quỳ gối xuống để cầu nguyện Thượng Đế.
Cái chuyện đó nó không chỉ xảy ra ở cái thành phố Minneapolis mà nó xảy ra ở trên khắp tất cả các cái tiểu bang. Và mọi người ở trong các cái tiểu bang đó đều nhìn thấy những hình ảnh của những người cảnh sát quỳ gối để mà cùng cầu nguyện. Ông cảnh sát trưởng 4 năm sao không lẽ phải đi quỳ gối để xin lỗi một người nào ở trong đó? Thì đó là một cái điều mà Băng Châu có nhìn thấy điều đó không? Dạ thưa anh Trấn, anh nói rất đúng, mà Băng Châu nghĩ rằng những người có ý thức thì đều thấy cái điều đó là một cái điều rất là tốt đẹp. Tức là cái người văn minh đó có một cái ý thức sâu đó, người ta nghĩ cái hành động đó đâu phải là đi làm sao mà phải xin lỗi. Cái là sự đồng cảm, sự đồng cảm với nhau về cái tình con người, về cái nhân bản. Thì Băng Châu thấy hình ảnh đó rất là đẹp. Cũng như là ngày hôm thứ ba đó, thì mình đã trong cuộc biểu tình, những vệ binh quốc gia đi cùng chung với những người biểu tình rất là ôn hòa, rất là im lặng. Mình thấy cái hình tượng đó, biểu tình là phải như vậy. Nó mới nói lên được cái chính nghĩa của con người. Thì bên cạnh đó thì như anh Trấn vừa nói là trên thế giới này, trong cái cuộc đời này chúng ta sanh ra đó, thì người tốt có, mà người xấu cũng có. Ở một cái dân tộc nào, một cái quốc gia nào, dù đen, dù trắng, dù vàng thì cũng có người tốt và người xấu. Nhưng mà được một cái này anh nói là ở cái xứ văn minh này đó, thì người ta nhận thức và người ta ý thức được ngay, người ta xử liền, phải không anh? Dạ vâng. Cái điều đó là một lần điều chúng tôi rất là bớt lo đi. Lúc đầu thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng mà sau cái lần mà vào ngày thứ ba như Băng Châu nói, các đài truyền hình bây giờ cho dù họ có thích hay là không thích, họ cũng vẫn bắt buộc là phải nhìn thấy những cái hình ảnh qua ống kính của họ. Những người vệ binh quốc gia, những người cảnh sát ở địa phương hất những người biểu tình, và họ cười nói vui vẻ với nhau, họ cũng cầm những cái bảng black đại khái là Black Lives Matter hoặc là I cannot breathe. Thì cái điều đó nó là một cách hết sức là nhân bản, bởi vì nếu như ông cảnh sát đó hoặc là nếu như cái ông vệ binh quốc gia đó không mặc sắc phục thì ông cũng là một trong cái thành phần của những người biểu tình và nói lên cái tiếng nói của giữa con người đối với con người. Thì cho đến giờ phút này chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự nôn náo của những ngày đầu đã lắng đọng xuống, là những con người chúng ta chỉ có biết có một lời cầu nguyện với Thượng Đế, cũng như là góp lời cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng và các cái tất cả mọi tôn giáo. Chúng ta cầu nguyện rằng những cái chuyện gì xấu xa rồi nó sẽ qua đi, mà chúng ta sẽ hướng về một cái tương lai tương đối là khá hơn. Ở đây chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nếu mà mọi người biết nói lên những cái tiếng nói của mình một cách chính đáng thì sẽ có người nghe. Cũng có những người nói ra những lời nói nghe nó rất là chọi tai người khác. Thì chúng tôi muốn nói như thế nào? Tại vì chúng tôi muốn tránh tất cả những cái chuyện làm cho dầu nó phừng lên. Nhưng mà trong cái thời gian như thế này, trong những cái lúc nóng nảy như thế này, chúng ta chỉ nên uống một ngụm nước, ngồi xuống nghỉ, suy nghĩ trước khi chúng ta muốn nói điều gì. Chúng ta nghĩ rằng điều đó nói ra có bị hurt người khác hay là không, và những cái hành động của mình làm có tai hại đến cho cộng đồng hay là một người thứ ba hay là không. Thì riêng đối với Băng Châu, Băng Châu có thấy rằng chúng ta may mắn ở trong một cái thế giới văn minh, sống ở giữa một cái nơi mà họ còn biết thượng tôn pháp luật. Có nghĩa là không có bao giờ mà những cái người làm tội mà được che chở, cho bao che, cho dù là cái người đó nó là một cái thành phần nào, tổng thống hay là cảnh sát, cũng có những cái hình phạt cho họ. Vì thế Băng Châu có những lời nói nào đối với cộng đồng để an ủi và để cho chúng ta bớt lo lắng đi khi mà họ phải đối diện với những cái hình ảnh này? Dạ vâng, cảm ơn những lời rất là tử tế của anh Trấn. Và đến đây thì Băng Châu cũng xin một lần nữa được tạm ngưng chương trình Trong Giây Lát. Và sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Băng Châu cùng với anh Nguyễn Ngọc Trấn sẽ trở lại với quý vị.